Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh NGT, chúc bạn vui vẻ nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn vợ mình cách ngắt kết nối Internet khi đang sử dụng mạng dây với đang dùng máy cây và muốn kết nối 3G trên điện thoại, tức là kết nối qua iPhone đấy. Khi dùng Win 10, dùng Win 7 thì có thể nhiều bạn làm được, nhưng Win 10 thì nó hơi lằng nhằng một tí. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhá. Đầu tiên này các bạn để ý là chúng ta sẽ có là hình cái máy tính ở góc bên phải này, nếu mà nó không hiện ra bên ngoài này các bạn chú ý có mũi tên đây thì chúng ta chọn nhá, ta chọn hình cái máy tính. Còn bình thường các bạn nào dùng laptop thì nó wifi thì cái đấy không nói rồi, cái đấy ngắt kết nối disable dễ rồi, nhưng còn đấy dễ rồi. Chúng ta chụp phải vào này, chọn open network này đó, sau đó chúng ta chọn vào ethernet này, các bạn nhìn chuột nhìn nhá, ethernet này dưới cái dòng status bên trái ấy. Đó, sau đó các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ hiển thị ethernet, các mạng của chúng ta đang kết nối. Thì nếu mà chúng ta kết nối đi qua 3G này hoặc kết nối qua điện thoại để chúng ta sử dụng 3G ấy, thì chúng ta sẽ nó sẽ hiện ở đây. Giờ chúng ta ấn share ghi adapter option, thì khi chúng ta ấn này thì nó cũng sẽ hiển thị mạng tương tự như là cái phần bên ngoài ethernet này. Thì chúng ta muốn ngắt kết nối cái nào thì chúng ta chỉ việc ấn chuột trái vào này, hoặc là ấn chuột phải này, sau đó chúng ta disable đó. Thì khi chúng ta disable rồi thì cái này nó sẽ mất kết nối mạng này, và cái này hiện quả cầu này, các bạn nhìn thì nhìn này nhé. Còn khi nào chúng ta muốn kết nối lại thì chúng ta chọn chuột phải vào, chúng ta enable lên đó. Thì khi mà enable lên thì cái này nó xanh lên này và cái này đang kết nối này, chúng ta sẽ đợi nó kết nối thôi, đợi một chút thì nó sẽ kết nối lại. Thì cái này nó sẽ hiển thị về máy máy tính như bình thường, và cái này nó sẽ có đường truyền đó. Đây cái gì máy tính này đó, đã có kết nối internet đó, thì nó rất là đơn giản thôi. Bình thường Win 7 thì dùng dễ hơn đó. Tôi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, video nhanh gọn. Xin chào các bạn, và đừng quên đăng ký kênh YouTube của Cường NGT để ủng hộ mình nha. Xin chào.